Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi thăm một cái ngôi làng, phải nói là ngôi làng giàu nhất ở Bình Thạnh, siêu giàu, nguyên một ngôi làng luôn. Đó, người ta lấy ý tưởng từ cái thành phố New York để người ta làm cái khu biệt thự như thế này, khu đô thị như thế này. Đó, nghĩa là một cái khu vực mà vừa có căn hộ chung cư, vừa những biệt thự cặp bên một cái sông rất lớn, đó là sông Sài Gòn. Rồi, trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thì đúng là một cái khu đô thị này thì toàn là triệu phú và tỷ phú không quý vị bạn? Triệu phú và tỷ phú không? Đó, khi bước vào đây thì quý vị và các bạn thấy nó khác hẳn hoàn toàn với cái thế giới bên ngoài. À, những cái căn nhà siêu to, siêu khổng lồ, phải nói là như vậy. Sân vườn, cây xanh, công viên, ao hồ, chỗ nào nhìn nó không to hết, riêng chỉ có cái đường là nó hơi nhỏ xíu thôi. Rồi, giờ mời quý vị và bạn cùng với Sài Gòn Camera để đi thăm khu biệt thự này. Thì đây là một cái siêu dự án. Siêu dự án, mình cứ gọi là siêu dự án này, của Vinhome, Vinhome Tân Cảng. Nó nằm ở phường 22 Bình Thạnh đó quý vị và bạn. Một bên tay trái của quý vị và bạn đây là gồm có những cái tòa chung cư, nó tới 18 lóc chung cư và kể cả cái Landmark 81. Đó, những cái căn hộ bên này thì cũng khá đắt đỏ rồi, và người ta đã đưa ra cái thị trường đó, hàng ngàn căn hộ như vậy. Thì bên cạnh đó, người ta làm một cái khu biệt thự để dành cho giới siêu giàu, cặp theo bờ sông Sài Gòn để hưởng được cái không khí trong lành ở đó. Và theo mình tìm hiểu thì cái dự án này, người ta lấy ý tưởng từ một cái công viên, lấy cái cảm hứng đó, từ một công viên Central Park nổi tiếng tại thành phố New York, để người ta tạo dựng nên một cái khu ở Bình Thạnh. Chính vì lẽ đó mà Sài Gòn Camera muốn quay để phục vụ quý vị và bạn để xem những cái khu vực này nó có giống tương đương với lại bên các cái công viên Central Park ở New York là gì đó không. Người ta lấy cái ý tưởng như vậy. Chắc mà mình nghĩ thì không giống nhiều thì cũng giống ít, tại mình chưa thấy bên đó. Cho nên là Sài Gòn Camera muốn quay đây, và quý vị và bạn ai đã biết được cái khu vực cái đó, so sánh với khu vực này thì nó có điểm nào giống hay là không giống, thì quý vị và các bạn cũng cho mọi người cùng biết ha, để tham khảo, cũng để xem Sài Gòn bây giờ nó có thua New York hay không. Mình nói vui vậy thôi, chứ mời quý vị và các bạn cùng đi tham quan khu vực này. Đây là The Villa Vinhome Central Park. Mình đọc tiếng Anh nó hơi dở, quý vị các bạn nghe thông cảm, đọc theo cái phiên bản Việt thôi. Và cái khu vực này thì an ninh tuyệt đối rồi, bảo vệ túc trực 24/24. Và khi mà vào trong đây là quý vị này, nhìn những cái dàn xe hơi ở trong đây là coi như là bá cháy bỏ chén luôn. Nghĩa là xe sang có, xe không sang có, xe coi như là, nghĩa là tất cả các cái hãng xe đều có trong đây hết á. Thì tại vì sao mà quý vị và bạn biết là xe hơi đối với những cái chủ nhân ở đây là một cái chuyện rất là bình thường rồi. Đó, tại vì Range Rover rồi, khiếp cho quý vị ha, Mercedes, Range Rover, khiếp, Lexus, BMW, ui giời, nói chung là dữ dằn luôn rồi. Nói chung là xe sang vào trong đây, ai mà đi sưu tầm các cái hãng xe sang vô đây thì có hết rồi quý vị và bạn. Đó, thì như mình đã nói đó, những cái chủ của những cái biệt thự trong đây này mà người ta sở hữu một cái xe hơi là chuyện bình thường. Tại vì những căn hộ trong đây có giá trị đắt đỏ lắm quý vị ơi. Mình tham khảo một vài cái thông tin trong cái tháng 5, tháng 6 vừa rồi đây nè, người ta chào bán đây một cái căn hộ trong đây là khủng khiếp, một cái biệt thự trong đây khủng khiếp. Đó, thì toàn bộ cái dự án trong đây quý vị, toàn bộ dự án trong đây là khoảng hơn 43 hectare.
nó hơn 43 hecta, gần 44 hecta, gồm có cả những cái khu chung cư bên đó đó, với lại cái khu biệt thự trong đây. Và khu biệt thự trong đây chắc ít ít người được vào, tại vì người ta bảo vệ nghiêm ngặt lắm. Cho nên là chủ yếu là những cái anh em đi vô xây dựng, bảo trì, bảo hành, rồi duy tu bảo dưỡng về điện, về nước, về thợ hồ rồi này kia đó, người ta mới được đi ra đi vô, và cư dân ở trong đây. Đó, chỉ tiếc là đường nó hơi nhỏ thôi quý vị, đường hơi nhỏ, hai chiếc xe đầu hai bên ở giữa là hơi khó đi đó. Đó, còn những cái căn nhà thì diện tích đất thì có những ghê gớm lắm rồi, diện tích đất ghê gớm lắm. Đó, và cây xanh hầu như nó phủ hết, cây xanh nó phủ hết. À, quý vị và các bạn biết không, người ta lấy cái ý tưởng nghe nó là từ cái thành phố New York, hoặc một cái công viên Central Park, thành phố New York, là một cái không khí trong lành, thoáng mát, nằm bên một cái bờ sông, và người ta thiết kế những cái con đường, những cái căn biệt thự, nó gần như là nó có cái ý tưởng gì bên New York á. Đó thì người ta nói như vậy thôi, nhưng mà mình cũng không hình dung ra nó sẽ như thế nào. À, thì trong đây nó có từ nó có ít căn biệt thự thôi, có 80 mấy căn biệt thự mà thôi. À, và người ta chào diện tích thì nó đa dạng, từ 320 m², 500 m² cũng có, 300 m² cũng có, rồi 275 m² cũng có. Đó nghĩa là tùy theo cái vị trí của từng cái biệt thự chung cư, tại vì trong đây là đơn lập có và song lập có. À, những cái biệt thự đơn lập thì nó sẽ có diện tích lớn hơn, và những cái biệt thự song lập thì có nó diện tích nó nhỏ hơn. Và cũng có những cái khoảng sân vườn, nói chung cũng có những cái khoảng sân vườn. Nhà cửa thì mình thấy nó cũng không có gì đặc trưng, không có gì đặc sắc. Nói chung về cũng lợp ngói, một trệt hầm rồi gì đó rồi ha. Rồi 4 tầng lầu rồi gì đó, nhưng mà nói chung cũng vuông hình sắc cảnh thôi. Còn có những cái người ta nhấn nhá những cái chỉ đó cũng bình thường, không có gì là cầu kỳ cả. Nói chung là thiết kế theo cái phong cách hiện đại, vuông hình sắc cảnh nó thôi. Nhưng mà nghĩa là về kiến trúc, về thiết kế thì cũng không có gì đặc sắc. Chỉ có cái giá đất ở đây là nó lên tới đỉnh cao của đỉnh rồi. Giá đất đai ở đây thì đỉnh cao của đỉnh rồi. Ngày xưa cái khu này là khu Tân Cảng mà. Thì quý vị và các bạn biết rồi, người ta cũng ít có người cư trú ở đây. Tại vì cái cầu nó nằm dưới dạ cầu Sài Gòn mà, xung quanh cầu Sài Gòn, và người ta kêu là khu Tân Cảng. Thì tình hình Tân Cảng thì quý vị và các bạn biết rồi, những cư dân nào mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn thì rất là hiểu về Tân Cảng. Cho nên là bây giờ người ta làm một cái khu đô thị như này thì mình thấy cũng ghê gớm. Bên đó là công viên đó là buổi chiều buổi tối đông lắm luôn, phục vụ cho cư dân ở đây. Còn các bạn thấy không, xe cộ đậu ngoài đường, trùm mền ở ngoài đường không, người ta không thèm để trong nhà luôn, tại vì không có ai vô đây, an ninh được rất là nghiêm ngặt mà, thắt chặt. Cho nên là những cái nói chung là ở trong đây thì tuyệt vời rồi, chỉ có những cái triệu phú và tỷ phú thì ở trong đây thôi. Nó có những chiếc xe nó lạ quý vị và các bạn, chiếc xe rất là lạ. Đó thì hiện tại quý vị biết không, người ta chào bán trong đây này là 1 m² đất thôi nha, 1 m² đất có nhà là từ 560 triệu cho tới gần 600 triệu 1 m², nghĩa là 580 tới 600 triệu 1 m² đất. Khủng khiếp, một con số khủng khiếp không? Nó 1 m² á, 500 triệu là bây giờ 20.000 đô 1 m² rồi đó, 20.000 đô, 250 đô là 10.000 đô là 250 đúng rồi? Nghĩa là hơn 20.000 đô 1 m² đất. Một căn nhà có diện tích 320 m², người ta chào gần 180 tỷ, trên dưới 180 tỷ, và có những căn lên tới 300 tỷ, có những căn người ta chào tới 300 tỷ. Đúng là một cái con số mình phải nói là
mình không thể nào tưởng tượng nổi, không thể nào tưởng tượng nổi. Thì nói chung trước mặt quý vị và các bạn đây, đó đây là những cái căn biệt thự gốc, nó nhìn nó vẻ hoành tráng, nó rộng lắm quý vị ơi, rộng lắm. Người ta làm tới hai ba phòng ăn điều gì trong đó, rồi hồ bơi rồi này nọ không, rồi cây xanh, rồi nói chung là nó rộng rãi lắm, đất đai nó rộng rãi lắm quý vị thân, cũng có sân vườn rồi này kia, nhưng mà giá đất khủng khiếp, khủng khiếp. Căn mà 300 tỷ là khoảng 600 mét vuông đất đó quý vị, khoảng 600 mét vuông đất là khoảng 300 tỷ, là nếu mà 300 tỷ là khoảng 12 triệu đô la một căn, còn bình thường là khoảng 8 8 triệu cho tới 10 triệu đô một cái biệt thự ở trong đây. Đó, bên tay phải là công viên quý vị bạn, có cái dòng sông canh rạch rồi uốn lượn rồi này kia không, cây xanh phủ hết trơn luôn. Nó còn bên tay trái cái việc bạn đây là những cái căn biệt thự, căn gốc, có căn trong cái nội trong cái liền kề, có song lập, có đơn lập, có. Và nói chung cư dân trong đây thì vắng vẻ, tại vì sao vậy? Tại vì là người ở đâu người ít lắm, cái nhà thì rộng vậy nhưng mà không có bao nhiêu người á, thường thường là vậy. Những cái đại gia thì thường thường ít 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 người lắm, và người ta làm ăn ở một nơi nào đó xong rồi về đây người ta nghỉ dưỡng, an dưỡng, kiểu như an dưỡng, về nhà là thấy yên bình rồi, bảo vệ 24 trên 24 rồi, người ta cảm thấy an toàn đó. Cho nên là mình thấy một cái ngôi ở ở Sài Gòn thôi mà có những cái ngôi làng nó như thế này, 80 mấy căn, 70 80 mấy căn, là 7 từ 80 88 căn hộ, mà 88 căn hộ thì 88 cái gia chủ như vậy, những cái chủ những cái căn biệt thự như vậy, nghĩa là một số lượng khá đông. Và hiện tại nha, hiện tại thì người ta cư dân ở cũng nhiều và người ta chào bán cũng khá nhiều, chào bán ầm ầm luôn quý vị. Quý vị lên các cái sàn giao dịch bất động sản thì trong đây cũng có cả chục căn người ta chào bán. Thì cũng có những người người ta nói là chào bán cắt lỗ, có những người thì lo công việc, có những người thì lo vốn làm ăn, nghĩa là người ta dùng những cái lời chào mời đó rất là lôi cuốn, để mà ai bỏ tiền ra mua thì người ta cảm thấy thích vậy đó. Nói chung là hiện tại mà chọn được một người bỏ ra 8 triệu 9 triệu đô ra để mua một căn hộ, một cái căn biệt thự thì là cũng cả một vấn đề đó quý vị bạn. Và như quý vị bạn thấy rồi, rất là nhiều dự án như vậy chứ không phải là một dự án. Ví dụ một dự án ngày xưa giống như Phú Mỹ Hưng á, một dự án Phú Mỹ Hưng thì người giàu người ta đổ xô vào đó, nhưng bây giờ rất nhiều dự án như Phú Mỹ Hưng đó, cho nên là người giàu người ta cũng bị phân tán, người giàu người ta bị phân tán, cho nên là các cái dự án nó khó mà lấp đầy là ở chỗ đó. Khiếp ha, nghe nói tỷ 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 không à. Nghe triệu đô thì nó nhỏ, 10 triệu 12 triệu đô nhỏ, nhưng nói 300 tỷ 200 tỷ 108 tỷ 160 tỷ thì nó thấy ơn quá. Đó, dùng xe hơi để chở tiền thôi chứ còn khiếp. Đó thì trong đây như quý vị bạn thấy là chỉ có những cái anh thợ bảo trì bảo dưỡng rồi vô trong đây để sửa chữa. Đó nghĩa là mình vô trong khu này nó giống như là nó biệt lập với cái thế giới bên ngoài, một cách yên tĩnh, về cái không khí nó trong lành, nó tiếng ồn nó cũng không có luôn. Cho nên là đúng là cái một cái ngôi làng khá giàu, siêu giàu nó ở Bình Thạnh ha. Khu vực này thì ở dưới chân cầu Sài Gòn đó quý vị và các bạn, nếu mình đi từ hướng quận nhất ra thì mình không qua cầu Sài Gòn, và mình không qua cầu Sài Gòn và rẽ phải thì đi vô, nghĩa là khu vực Tân Cảng ngày xưa đó, bây giờ có những cái khu đô thị như thế này đó, thật sự là khủng khiếp ha. Thì Sài Gòn Camera hôm nay mời quý vị và các bạn đi thăm một khu đô thị mà giá trị khủng, để vào đây người ta lấy ý tưởng của thành một cái công viên ở thành phố New York người ta làm.
để quay phục vụ quý vị và các bạn. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Chúc quý vị và các bạn luôn khỏe, thành công, may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và cũng mong quý vị và các bạn luôn đồng hành, ủng hộ và đăng ký kênh Sài Gòn Camera. Cảm ơn rất nhiều.